Đây là bé Đinh Minh Khiết ở xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây của tỉnh Quảng Ngãi, người đồng bào dân tộc Ca Dong. Cách đây vài ngày thì đưa xuống đây cấp cứu là khoảng gần nửa tháng rồi, nằm ở khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Thì sau đó thì có phòng công tác xã hội của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi thì có giới thiệu cho Cuộc Sống Diệu Kỳ biết cái hoàn cảnh này. Thì nhắc lại là hoàn cảnh của bé Khiết là rất là tội nghiệp luôn. Thứ nhất là năm nay thì em được 10 tháng tuổi, tuy nhiên thì mới sinh ra đời, thì cách đó không bao lâu thì mẹ cũng bị bạo bệnh qua đời. Thì từ lúc qua đời thì cha của Khiết thì cũng bỏ đi luôn, và đến nay thì em bé này đã nằm viện tại Bệnh viện Sản Nhi là gần nửa tháng để mà chờ cha. Tuy nhiên thì cha vẫn chưa về, và người nhà thì bảo rằng là cha của em cũng đã bỏ em mà đi, không có tung tích liên lạc gì, đúng không con bé? Lâu nay là không có gì đúng không? Không có thông tin gì. Anh là cái gì với là bé Khiết? Anh là Dượng. Dạ. Xuống đây bao nhiêu ngày rồi? Anh á? Dạ. Anh xuống được bao nhiêu ngày rồi? Từ đầu tiên tới bây giờ. Mấy hôm là thấy dì vào á, là dì là ở trong này, còn anh thì ở ngoài, về ngoài kia. Dạ. Một người thì vô đây, một người ở ngoài. À, một người thì ở trong này, trong khoa tích cực, hồi sức tích cực, còn một người ở ngoài. Dạ. Nhưng mà lâu nay thì có nghe thông tin cha của em Khiết có liên lạc gì gia đình, hỏi thăm sức khỏe của con mình ra làm sao không? Dạ, cha của nó hiện tại đang làm tại Đà Nẵng. Dạ. Nhưng mà có gọi điện về không? Dạ không. Số điện thoại có luôn rồi. Lâu nay là từ ngày mà và mắc là ảnh đi luôn hay sao? Đi luôn, bỏ con đi luôn. Yeah. Thậm chí một hộp sữa cũng không đưa cho con luôn mà. Nhưng mà lâu nay thì mình có liên lạc với ảnh không? Dạ không, không có số điện thoại. Không có điện thoại luôn. Dạ. Ông lấy vợ mới rồi. Hả? Ông cũng lấy vợ mới rồi. Sao mình biết lấy vợ mới? Chẳng nghe mấy người nói. Nghe mấy người trong xóm họ nói. Trong xóm nói, nhưng mà mình có tới nhà của cha của, là tới nhà ông nội của bé Khiết không, để hỏi ông cha đâu không? Có tới. Có tới rồi nói sao? Thì cũng nói vậy. Ông bà nội có tới thăm không? Có xuống đây không? Dạ không, già rồi. Ông bà nội già rồi. Dạ. Nhưng mà từ ngày mà mẹ mất thì bao lâu thì cha của Khiết đi, bỏ nhà đi? Khoảng một tuần vậy đó. Nhà cũng có mà, không có nhà ở mà. Gia đình của Khiết là không có nhà. Thế trước đây thì ở đâu? Thì ở trong nhà với ông nội, ba nội. Thì sau đó thì Cuộc Sống Diệu Kỳ có vận động khuyên góp, thì đến thời điểm này sau gần 3 ngày thì Cuộc Sống Diệu Kỳ có tổng số tiền hỗ trợ là trên 23 triệu đồng sẽ đến đây, đến khoa hồi sức tích cực này, để mà cùng với phòng công tác xã hội của Bệnh viện Sản Nhi là có anh Trung. Phòng công tác xã hội của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi thì cũng đã rất nhiều lần rất có trách nhiệm trong cái việc là quyên góp hỗ trợ cho rất nhiều cái hoàn cảnh của những em bé mà khi bộ bệnh đến nhà bệnh viện này, thì cũng có rất nhiều trường hợp là cũng đã được cứu cánh nhờ cái sự hỗ trợ kịp thời của Bệnh viện Sản Nhi trong việc vận động kêu gọi quyên góp giúp cho các hoàn cảnh khó khăn. Thì anh Trung hôm nay thì anh thấy là tình hình của bé đến thời điểm này so với những ngày trước thì ổn rồi chứ anh? Dạ đúng rồi, hiện tại thì bé cũng đã ổn hơn mấy trước rất là nhiều. Dạ. Nay bé thấy là uống sữa rồi được hết. Hôm nay uống sữa là được rồi. Chứ còn như hôm trước là mình phải thở máy. Nói chung là phải mua đồ ấy rất là tốn kém cho bé. Nhưng hiện tại không còn thở máy nữa. Bé cũng đã sốt rồi hết rồi. Dạ. Đến thời điểm này thì bé Khiết thì cũng ổn định về sức khỏe. Sau một cái cơn gọi là thập tử nhất sinh thì nay em cũng đã vượt qua được cái bọ bệnh và đang dần hồi phục rất là tốt. Và những ngày qua thì dì là luôn túc trực để mà trông cháu, đúng không bé? Như vậy thì không còn mẹ, nhưng mai là có dì nữa. Hôm nay là mấy tuổi rồi? Dạ 16 tuổi. 16 tuổi. Dạ. Đấy, gia cảnh người đồng bào Ca Dong đến đó thì đa phần là rất là khổ luôn. Và xuống bệnh viện đây thì còn nhiều thứ để chi tiêu, nhưng mà tương lai của bé Khiết nó lại còn rất là khổ, bởi vì không còn mẹ, cha thì bỏ đi. Hôm nay thì Cuộc Sống Diệu Kỳ là tới thăm lại cháu của bé nha, cháu của con, và sẽ trao có số tiền của các anh chị. Trước khi trao thì sẽ thông tin cái danh sách để cho mọi người nắm rõ nè. Đấy, tại vì nó dài lắm anh Huy sẽ quay để mọi người xem nhé. Trường hợp nào mà anh chị nào mà không thấy tên nhé, thì vui lòng là liên lạc với Cuộc Sống Diệu Kỳ để mà kiểm tra. Chứ nhiều quá là đôi khi cũng phải có thiếu sót. Và trong danh sách này Huy sẽ quay nè. Quay chậm để cho mọi người xem. Trong này thì vẫn còn một số anh chị là gửi nhưng mà lại không ghi tên của mình. Đã nhiều lần là Huy nhắc là ghi tên, không ghi tên thì ghi ký hiệu để mà dễ trong việc trao tiền nó công khai. Chứ người gửi không ghi tên, không ghi tên, một năm người mà không ghi tên gửi cùng lúc 200.000 thì không biết có tới không nữa. Cho nên là thông tin chi tiết luôn giúp Huy nha. Đấy, lại không ghi tên nữa nè. Đây có rất nhiều anh chị đã đồng cảm với cái nỗi khổ, cái số phận bất hạnh của bé Khiết. Đó. Đây là tờ thứ 3. Rồi, tổng của số tiền là 23.112.500 đồng của 71 anh chị thông qua Cuộc Sống Diệu Kỳ để trao hỗ trợ đợt 1 cho bé Khiết. Tính đến 10 giờ trưa nay theo danh sách tổng hợp thì Huy sẽ làm tròn thành 22.200.000 để trao cho bé Đinh Minh Khiết. Cậu bé đang bồ câu mẹ và cha thì bỏ nhà ra đi. Đây, đây là số tiền. Đây chú Huy sẽ trao cho bé Khiết nha. Nhưng mà mọi người cũng biết rằng là đến thời điểm này á, thì đây là hoàn cảnh do phòng công tác xã hội Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi có liên hệ để mà cùng thực hiện cái kêu gọi này. Thì sẽ trao Trường Trưng cũng đã làm việc sơ qua với lại phòng công tác xã hội của anh Trung ạ. Anh Trung phòng công tác xã hội thì sẽ làm việc về số tiền này. Thứ nhất là đến thời điểm này á, thì bà ngoại không có ở đây đúng không ông? Dạ biết gì thôi, biết gì và Dượng. Tuy nhiên thì đã trao đổi với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi thì cũng đã quyết định là sẽ trao cái số tiền 23.200.000 này, sau đó là sẽ giao lại cho Bệnh viện Sản Nhi. Bệnh viện Sản Nhi sẽ trích một phần trong số này, có thể là trích 3.200.000 đồng để trao cho dì để mà chi tiêu sinh hoạt rồi lo mua tả sữa bỉm rồi cho bé trong mấy ngày nằm viện tiếp theo. Và sau đó thì còn 20 triệu còn lại thì Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi sẽ có trách nhiệm là có thể mình khi mà bé bớt ra nè, mình có thể làm một sổ tiết kiệm hay là có hình thức đó, thì sau đó là sẽ thông tin lại cụ thể với lại Cuộc Sống Diệu Kỳ để mà thông tin cho tất cả các anh chị em nắm rõ. Chứ bây giờ mình trao hết số tiền 23 triệu trong khi đó là mẹ không có, cha thì bỏ đi, chỉ vì với Dượng xuống đây chăm thôi. Nếu có bà ngoại thì chú Huy sẽ trao ha. Nếu có bà ngoại thì chú Huy sẽ trao đằng tay. Còn bé thì mới 16 tuổi còn nhỏ, khoản tiền nữa cũng không có chặt được, cho nên là sẽ thông qua phòng tác xã Bệnh viện Sản Nhi, một đơn vị mà rất là thường xuyên kêu gọi những hoàn cảnh khó khăn của các bệnh nhi nghèo. Cho nên là Huy sẽ tin tưởng và trao cho anh Trung. Anh Trung đây sẽ làm việc và sau đó sau khi mà có các cái vấn đề mà giải quyết cái số 20 triệu này thì anh sẽ thông tin lại cho Cuộc Sống Diệu Kỳ để mà thông báo cho mọi người ha. Bây giờ nhà anh Trung anh lấy anh đếm giúp cho bé đủ cái số tiền anh nha. Ai trao tiền cái miếng khóc không khóc nữa thấy không? Trao tiền là miếng liền không có thấy khóc nữa. Cười cái nào thì khiến nè. Trời ơi. Dạ, cái số tiền đủ 23.200.000. Dạ đủ á. Dạ, như vậy là đủ cái số tiền 23.200.000 đồng. Trao cho con ha. Bây giờ là nhờ anh Trung trao giúp lại cho dì của bé Khiết 3.200.000. Còn sẽ giao lại bệnh viện 3.200.000. Rồi, dì giữ nha, giữ để mà chi tiêu trong mấy ngày gần đây. Thôi thống nhất luôn đi, nói chung là gửi tài khoản cho bác, còn để ít bác hơn, còn 3 triệu mấy rồi bác về lo dự ái rồi thôi, chứ không cần nhiều nữa đâu. Rồi để tiền rồi từ từ nuôi, công việc tương lai rất là dài, thì cái số tiền cũng không đủ đâu, để dành tiết kiệm hàng tháng vậy là cũng có một khoản tiền cho gia đình, nó sẽ đã hơn. Nhưng số tiền này sẽ lập một cái tài khoản cho bé Khiết nhá, và bệnh viện sẽ phối hợp để mà thực hiện việc này, đúng không? Lập thì đơn giản đúng không anh? Dạ, lập đơn giản thôi đúng không? Dạ. Rồi thì sau đó thì Huy sẽ thông tin lại cái câu chuyện này. Cái số tiền 23 triệu 200 ngàn đã trao, và cũng đã trao cho dì của Khiết 3 triệu 2, còn giữ lại 20 triệu, bệnh viện giữ lại 20 triệu để lập một cái số tài khoản và đưa vào trong đó cho Khiết, phòng khi trường hợp em lại ốm đau tái phát trở lại, nhiều khi là không có tiền để mà chạy chữa kịp thời. Bởi vì rằng là tại sao mà phải xử lý như vậy, bởi vì lúc này là mẹ mất, cha thì bỏ đi rồi, và hiện tại theo được biết thì bà ngoại cũng bị bệnh bại liệt, nhưng mà cũng hay uống rượu hả bác? Dạ. Uống rượu say miếng hả? Dạ. Bà ngoại say rượu miếng. Dạ. Thì rất là khổ luôn. Trong khi đó là bây giờ chủ yếu là nhờ dì thôi, dì với dượng xuống đây chăm, đúng không? Dạ. Mà sao mới 16 tuổi cưới chồng rồi, sướng rồi. Dạ, khổ lắm. Lúc đó mẹ của nó mất rồi, không có ai nuôi, em nuôi một mình không nổi nên em lấy chồng nuôi. Chồng cũng nuôi. Trời ơi, cho chồng hy sinh con này, tiêu nhờ hàng của chồng, chồng có rút lấy nuôi con bé này hết rồi. Bữa mẹ nó bị, hai vợ chồng mình cũng rút tiền tài khoản rồi xuống đây coi mẹ rồi con, rồi bác để bên nội nuôi, rồi về nuôi tiếp rồi con bé này sữa rồi thuộc, rồi cũng có họ giúp đỡ, rồi trong có thôn họ cũng giúp đỡ sữa cháu. 16 tuổi sau khi chị mất thì con phải đi lấy chồng. Dạ. Lấy chồng vì chỉ hai mẹ con thì không thể nào nuôi được cháu của mình. Dạ. Mà sau nãy dượng bảo là cháu đừng ở với ông bà nội. Cháu lúc đó cháu ở với ba nội 2-3 tháng rồi cháu đi về nhà chồng. Đến bây giờ là vẫn đang ở với bà nội đúng không? Dạ. Bé nè, thì ông bà nội vẫn chăm mà. Chăm, nhưng mà em cũng lên thường xuyên sáng chiều. Sáng chiều lên. Dạ. Nhưng mà ông bà nội thì vẫn chăm, chứ chứng tỏ là ông bà nội đâu có bỏ cháu đâu, đúng không? Dạ. Nó uống rượu nhưng mà họ vẫn đánh nhau rồi. Không biết còn cái này cũng có người coi dùng. Ông bà nội đấy cột nữa. Đây vừa mới nghe dì của bé Khiết nói như thế là cũng rất phức tạp đây. Có số tiền nếu mà không làm sổ tiết kiệm mà mở một tài khoản cho bé Khiết thì nhiều khi nó lại không có còn tồn tại, không có giữ được. Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đấy. Đó là tài khoản cho nó. 16 tuổi, nghe bé là tên gì? Phương. Phương, 16 tuổi, mới 16 tuổi thôi thì dì của Khiết mới chia sẻ rằng là 16 tuổi như em nghỉ học đúng không? Dạ. Để mà đi cưới chồng. Dạ. Cưới chồng bởi vì rằng là sau khi mà chị gái qua đời thì mẹ với lại Phương cái dì thì không trông được bé Khiết. Dạ. Cho nên là cưới chồng để mà chồng cùng hỗ trợ mình hả? Dạ. Rồi xong cưới về chồng có hỗ trợ lo gì không? Dạ, cưới cũng lo được, trong nhà gạo nấu, mua gạo nấu nấu cháo cho em ăn, rồi mua sữa bổ. Thế chồng làm cái gì? Chồng làm rẫy, cũng làm rẫy nhưng chồng. Mà nhà chồng cũng có cái gì cũng ít đó. À, nhà chồng cũng có điều kiện một chút ít đúng không? Nhưng mà về chồng có chăm cháu rồi không? Dạ, có hỗ trợ không? Có. Từ nhỏ em và chồng em chăm nó. Lúc nó là lúc mẹ đẻ xong rồi em với chồng chăm luôn. Mới mẹ đẻ xong mất rồi là xong là em lấy chồng là chăm luôn. Dạ. Chứ ông bà nội trên đó thì làm gì? Lúc đó ông bà nội ra, không có ai ra, chỉ có em và chồng em suốt thôi. Rồi bà của nó ra chỉ coi mẹ đẻ xong rồi theo nó đi kiếm uống rượu. Cái này thì mình mở tài khoản đứng tên gì thì nhanh không anh? Dạ nhanh thôi, nhanh. Mở chắc cả 1 tiếng đồng hồ. Chắc bé là tranh thủ ra luôn đó rồi đứng tên luôn, chứ bây giờ trao tiền cũng rất là khó. Nếu mà trao tiền mặt thì nhiều khi là không giữ được tiền. Nhưng mà cũng tin tưởng là gì rất là thương cháu đúng không? Sẽ quản lý tốt số tiền này con nha. Bỏ tài khoản tiết kiệm, rồi mai mốt là lỡ bé Khiết cái bị đau lại thì còn có cái để mà lo ha. Rồi không có gì đó là chú Huy vậy thôi, mà chú Huy có khi là lên lại ha. Bye bye con nha. Bye. Chú Huy về nha. Bye đi. Đâu rồi?